Đấy cứ thế đẩy ra sau rồi. Nữa đi. Kìa kìa, đây là ông chủ đây. À, chú đã cho cháu xin tên chú nhỉ? Đây đây. Chuồng. Cái địa chỉ ở đâu chú? Khu Đỗ Sơn 2, xã Đỗ Sơn. Đỗ Sơn 2. Đỗ Sơn 2. Đỗ Sơn ở bên Thanh Ba đúng không? Đỗ Sơn Thanh Ba. Dạ vâng. Thì hôm nay cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là rất hân hạnh là đón chú Trường và một chắc là chú là bạn à? Anh ạ. À vâng. Anh em chú Trường ở bên Đỗ Sơn Thanh Ba có về ký duyệt mọc một bộ sản phẩm là sập ngồi chất liệu gỗ hương đá sập trơn tam diện. Đây là hình ảnh chú khách hàng nó về ký duyệt mọc đây. Hôm nay thì hiện tại đang là ngày 11 tháng 1 âm lịch năm 2021, là những ngày đầu xuân năm mới, thì các chú là về là ký duyệt mọc cái bộ sản phẩm này. Đây thì đang trong quá trình ký duyệt mọc các bạn. Video tôi quay là trực tiếp ở bên phía bên trong xưởng. Chiếc sập này là kích thước là 1m8 x 2m2, dạ dày 10 phân, chân 24 và cái phần khuôn mặt này là dày 10 phân, khoán dày 2 phân. Đó, khí hết là 4 chân mới lại 4 yếm chưa ạ? Cao trên khí dưới chú đánh đi ra một lần thôi. Dịch trên này chú này, chú ơi. Đây vâng. Dịch trên này nhé. Trên ấy còn dưới. Đây thì tôi quay lại cái video làm clip làm kỷ niệm cũng như là cái hình ảnh của sản phẩm đây. Vân gỗ là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Sản phẩm là nguyên mọc này. Không trong Tết là vội, không hoàn thiện là cứ để đám đám rồi. Lên bóng là cực kỳ là vip luôn. Không làm được, cứ để ở đây. Vân đẹp cái màng, mặt cái vân đẹp. Vân đẹp cái này là một mặt trên lối nhau đây gì. Mắt cũng không màng. Chứ cái này nếu mà cái tấm này dày, dày đường mặt này. Ván dày 2 phân, nghĩ nhá. À, ván dày 2 phân rưỡi. Tôi xin lỗi, ván dày 2 phân rưỡi. Đây là hình ảnh này, chú Trường. Ok, quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 51086. Website là đồ gỗ tùng8.com. Xin chào mọi người.